Ngài có sắp áp lệnh cấm vận với Nga không? Sẽ có khi đến lúc. Sở dĩ báo chí hôm qua có trao đổi với Tổng thống Mỹ như vậy là bởi ông Biden vừa đưa ra những lời buộc tội đối với Tổng thống Nga Putin, khiến quan hệ hai nước trở nên lung lay hơn bao giờ hết, và cho thấy là ông Biden muốn thay đổi hẳn cách đối xử được cho là ưu ái mà cựu Tổng thống Trump dành cho Tổng thống Nga. Trong khi đó, cùng ngày, các quan chức hàng đầu về đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc thì gặp nhau ở Alaska. Quan điểm được bày tỏ công khai không thể khác nhau hơn, mà đây mới là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Mỹ có chính quyền mới, và còn là gặp ngay trên đất Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ thẳng thừng tuyên bố chính phủ của Tổng thống Biden sẽ liên kết với các đồng minh để đối đầu với Trung Quốc. Những gì chúng ta đang thấy là sự tiếp tục ở một số khía cạnh của các chính sách cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump đối với Trung Quốc, và cùng lúc chính quyền hiện tại cũng xoay sang đối đầu trực diện với Tổng thống Nga Putin. Một trong những bước đi mạnh mẽ của chính quyền hiện tại là trở lại hợp tác với các đồng minh để cùng lập mặt trận thống nhất chống lại các hành động của Nga và Trung Quốc. Hiện quan hệ Nga-Mỹ đã ở mức tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, có lẽ nước Mỹ hiện tại cứng rắn thì có, nhưng không có ý định đẩy thời thế ngược lại thời kỳ phân chia hai cực. Đây là trích phát biểu đầu tiên của các đồng minh châu Âu của Tổng thống Mỹ Biden cuối tháng trước. Chúng ta không thể và không được quay lại sự đối lập và chia khối cứng nhắc của thời chiến tranh lạnh. Việc cạnh tranh không được loại bỏ sự hợp tác ở những vấn đề ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin thì dù vừa bị ông Biden buộc tội, vẫn tuyên bố hôm thứ Năm tuần này rằng ông sẵn sàng đối thoại trực tuyến với Tổng thống Mỹ về các vấn đề song phương, bao gồm cả những mâu thuẫn trong khu vực.